Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Mình sẽ thống kê lại tại miền Nam trên kênh của mình như sau. Ngày 24 tháng 4 thì một ngày cuối tuần thì lộc đã về đối với kênh của mình. Tại Tiền Giang thì mình dự đoán con số 34, thật may mắn khi trúng được một lô. Trong khi đó đài Kiên Giang thì mình dự đoán con số 29 và cũng thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xem những video trên kênh Chí Thanh Vlog. Các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh. Ngày hôm nay ngày 25 tháng 4 thì mình dự đoán tiếp tục những con số cho các bạn tham khảo như sau. Phố Hồ Chí Minh thì mình dự đoán con số 27 và 72. Ba con số thì mình dự đoán con số 660. Đài Đồng Tháp thì mình dự đoán con số 33 và 72. Ba con số thì mình dự đoán con số 472. Đài Cà Mau thì mình dự đoán con số 40 và 80. Lô ba con thì mình dự đoán con số 021. Các bạn hãy lưu ý những con số mình phân chọn nha. Những con số đó là do mình nghiên cứu là có tỷ lệ ra cao nhất trong tuần và trong tháng. Các bạn hãy đăng ký theo dõi xem và những video trên kênh Chí Thanh Vlog trên kênh